tiếp tục chương trình văn nghệ để chúc mừng cho kỷ niệm một năm sinh nhật của Hội Sự kiện huyện Đan Phượng. Ngay sau đây, kính mời quý vị, chúng ta cùng đến một sáng tác vô cùng nổi tiếng của nhạc sĩ Trọng Loan với ca khúc Giai điệu Tổ quốc, đến từ tất cả anh chị em làm nghệ thuật Hội Sự kiện huyện Đan Phượng. Trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.